thơm dựng nhãn này 15 hecta nhãn đang có bông rất là đẹp ha, này nhãn xuồng da bò, một số đây. Rất là rộng anh chị ha, làm rất là quy mô 15 hecta. Đây là khu này là tổng cộng là 60 hecta. Đi mỗi chân luôn. Nhãn này có bông thì chắc khoảng 5 tháng nữa là có thu hoạch. Thường thì từ lúc có bông đến lúc mà nhãn chín thì khoảng 4 đến 5 tháng đối với giống nhãn này. Đây rất là đẹp, xử lý bông rất là hay luôn, rất là đồng đều. Chị thấy bên trong là hai tạo tán rất là gọn ha. Đây, anh chị thấy ha, đó cách tạo tán là làm sao cho ánh sáng nó chiếu thẳng xuống được tới cái gốc ha. Mình đừng có sợ là cây mình nó nhìn nó mấy, nhưng mà khi mà nó ra từ từ ra lá xử lý bông rất là đẹp, rất là dài. 15 hecta đi không chắc xỉu. Và làm theo chuẩn Global GAP ha. Tức là vẫn xử lý thuốc hóa học mà trong dư lượng cho phép. Số một số cái bị chở rồng nhưng mà tương đối nhẹ. Cái giống này thì nó hay bị đó, nhưng mà giờ sẽ nó tốt.